Chào các bé, chào mừng các bé đến với phần luyện tập toán lớp 5 trên trang Trạng Nguyên. Chúng ta cùng bước vào vòng 10, bài 1, Châu Vàng Uyên Bác. Số tự nhiên liền trước số này là số bao nhiêu? Số tự nhiên liền trước ta đi trừ đi 1, ta lấy số này trừ đi 1 là còn 142.343. 357,6 cộng với bao nhiêu thì bằng 380,69. Muốn biết được thì ta lấy 380,69 trừ đi 357,6 nào. Các con đặt tính rồi tính ra nháp nhá. Sẽ ra là 23,09. 5,78 trừ đi 4,95 nào. Các con trừ nhanh nào. Đặt tính rồi tính ra nháp nhá. Sẽ ra là 0,83. 9,873 chia cho 0,1 nào. Mẹo ở đây là gì nhỉ? Chia cho 0,1 chính là nhân với 10, vậy sẽ là 98,73. 0,08 chia 0,1 nào. Chia 0,1 có nghĩa là nhân với 10 sẽ ra là kết quả là 0,08 nhân 10 bằng 0,8. 1 tấn gấp 1 kg bao nhiêu lần? 1 tấn thì bằng 1.000 gram, vậy nên 1 tấn sẽ gấp 1 kg là 1.000 lần. 9,06 trừ đi 8,72 nào. Các con trừ 9,06 trừ đi 8,72 sẽ ra là 0,34. 200 hecta gấp 2 m² bao nhiêu lần? 1 hecta là bằng 10.000 m². Vậy thì 200 hecta sẽ bằng bao nhiêu mét vuông đây? 200 hecta sẽ bằng, các con nhân với 10.000 thì sẽ ra là 2 triệu mét vuông. Vậy thì 2 triệu mét vuông gấp 2 mét vuông là 1 triệu lần. 6 chữ số 0 nhá. Đủ rồi. 68% của 172 là 178 là bao nhiêu? Ta sẽ lấy 178 nhân với 68 rồi chia cho 100 thì sẽ ra là 121,04. 30% của 678 nào. Ta sẽ lấy 678 nhân với 30 rồi chia cho 100 thì sẽ ra là 203,4. Vậy là chúng ta đã qua bài 1, chúng ta bước vào bài 2. Phép thuật mèo con nào. Chúng ta sẽ nối hai ô có kết quả giống nhau, nối vào với nhau nhé. Chúng ta sẽ đi tìm nào. 30% của 36m, ta sẽ lấy 36 nhân với 30 rồi chia cho 100 thì sẽ ra là 10,8m. Nào, 10,8m thì sẽ bằng bao nhiêu cm nhỉ? 10,8m chính là bằng 1080 cm. Ba yến thì bằng chúng ta đổi về đơn vị nào bây giờ nhỉ? Ba yến nào. Chúng ta thử nhá, 0,8% của 3 tấn xem nào. 3, ta sẽ lấy 3 nhân với 0,8 rồi chia cho 100 thì sẽ bằng 0,024 tấn. 0,024 tấn thì sẽ bằng bao nhiêu kg? Bằng 24 kg. À đây ta thấy 24 luôn thì ta chọn hai cái này, ô này trước nhé. 24 kg này. Tiếp tục, 3% của 1 kg nào. Ta sẽ lấy 1.000 của 1.000 kg, ta sẽ lấy 1.000 nhân với 3 nhân rồi chia cho 100 thì sẽ ra là 30 kg, và 30 kg chính là bằng 3 yến. 11% của 300, ta sẽ lấy 300 nhân với 11 rồi chia cho 100 thì sẽ ra là 33. 3,7 m trừ đi 49 cm, ta sẽ đổi về đơn vị cm nào. 3,7 sẽ bằng bao nhiêu cm nhỉ? 1 mét thì bằng 100 cm. Vậy thì 3,7 mét sẽ bằng 370 cm, rồi trừ đi 49 sẽ ra là 321 cm, và bằng 3,21 mét. Rồi tiếp tục ta chia phép tính này nào. 1092 rồi đem chia cho 2 nào, sẽ ra là 546. Nối luôn 546. 981 chia cho 3. Các con chia nhanh, 981 chia cho 3 thì sẽ ra là 327. Và 300 cộng 27 cũng bằng 327.
Tiếp tục nào, 152,1 chia cho 2,4 nào. Các con đặt tính ra nhá. Sẽ ra bao nhiêu? 63,375. Vậy số nào đây? Ta thử nhân số này với nhau xem có ra như thế không nhá. 391,7 nhân với 0,8 nào. Sẽ ra không ra như vậy đúng không? Vậy thì ta sẽ thử số này nhá. Ta sẽ tính trong ngoặc trước 24,65 cộng với 76,32 rồi tất cả lên chia cho 2 sẽ ra là 50,485. À ta thấy 50 thì ta nối hai ô này trước vào với nhau này. 50,485 nào. Tiếp tục nào, 37,705 nào. Rồi cộng với 25,67 sẽ ra là 63,375. Vậy bằng ô này vừa nãy ta tính nhưng ta nối vào. Và cuối cùng 441,96 rồi trừ đi 128,6 sẽ ra là 313,36. Và mẹ ta tính ô này cũng ra 313,36 nên ta nối vào. Vậy là chúng ta đã qua bài 2, chúng ta bước vào bài 3. Hiện nay Hùng 12 tuổi, bố 39 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi bố gấp 4 lần tuổi Hùng. Nào, vậy thì sau bao trước đây bao nhiêu năm thì tuổi bố mới gấp 4 lần tuổi Hùng đây? Nào ta thử nhá. Một năm thì tuổi Hùng là 11 này, tuổi bố là 38, không gấp được 4 lần. 2 năm thì tuổi Hùng là 10 và tuổi bố là 37, cũng không gấp là 14 lần. Và 3 năm thì tuổi Hùng sẽ là 12 thì 3 bằng 9 này, bố sẽ là 36 và lúc này thì 36 gấp 9 tuổi 4 lần đúng không? Vậy thì là trước đây 3 năm, ta sẽ thử làm để làm tính cho nhanh nhá. Đây, khu đất ABCDE đây. Có BC bằng ngần này này, đây là có độ dài các cạnh rồi đây. Diện tích toàn bộ khu đất là bao nhiêu mét vuông? À, muốn tính diện tích được cái này ta sẽ chia ra làm hai hình, ta sẽ tính diện tích hình thang ABCD và diện tích tam giác AED chúng ta cộng lại. Diện tích ABCD sẽ bằng BC cộng AD nhân B đường cao hạ xuống này, BG này. Nào, có BC rồi này, có AD rồi này, có BG thì ta tính được là diện tích sẽ là 30 cộng với 45. 30 cộng với 45 thì sẽ ra là 75 rồi nhân với chiều cao BG là 27 rồi chia cho 2 sẽ ra là 1012,5 mét vuông. Đấy là diện tích của ABCD. Tiếp tục, diện tích của tam giác AED là sẽ bằng HE nhân với AD rồi chia cho 2 nào. Đây. HE là bằng 32 rồi nhân với AD là 45 rồi chia cho 2 nhé. Các con ghi cái diện tích hình thang ABCD vào để tí nữa cộng tiếp là 1012,5 nhá. 1012,5. Rồi ta sẽ đi tính diện tích tam giác nào. Sẽ bằng 720 rồi ta lấy 1072,5 cộng với diện tích tam giác sẽ ra là bao nhiêu nhỉ? Lúc nãy cô bảo diện tích hình thang là bằng 1012,5 đúng không? Rồi cộng với diện tích tam giác là 720 sẽ ra là 1732,5. Cửa hàng lấy vào 30.000 đồng một mét vải, hỏi cửa hàng phải bán ra bao nhiêu để lãi để được lãi 20% trên mỗi mét vải. Nào, lãi 20% có nghĩa là tổng số tiền lúc này sẽ phải là 100% cộng 20 là bằng 120%. Và lúc này thì cửa hàng sẽ phải bán bao nhiêu tiền nhỉ? Sẽ là lấy 30 nhân với 30.000 đồng nhân với 20 là bằng nhân với 120% sẽ bằng 36.000 đồng. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất của các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 25. Nào. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất của các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 25 nào. Ta sẽ đi cộng các đáp án này vào để cho nhanh nhất nhé. Các chữ số khác nhau này, 17 đây là số khác nhau rồi. Đây đều là những chữ số có các chữ số khác nhau. Thì ta sẽ thử số tìm cái số nhỏ nhất cộng vào xem nó có bằng 25 không nhé. Đây số này là số nhỏ nhất, ta cộng trước này. 1 cộng 7 bằng 8, 8 cộng 8 bằng 16, 16 cộng 9 bằng 25. Ồ số này luôn, nên ta chọn luôn số này nhé. Ta chọn luôn. Tiếp tục câu số 5 nào.
Trong một ngăn tủ có 17 quyển sách toán, 21 quyển tiếng Việt và 32 quyển sách tiếng Anh. Không cần nhìn vào ngăn tủ, hỏi cần lấy ít ra cần lấy ít nhất ra bao nhiêu quyển sách để chắc chắn có cả 3 môn học toán, tiếng Việt và tiếng Anh. Nào. Bây giờ có 17 quyển toán này, 21 quyển tiếng Việt và 32 quyển sách tiếng Anh. Không cần nhìn vào tủ, hỏi cần lấy ra ít nhất bao nhiêu quyển sách để chắc chắn có cả 3 môn học nào. Chúng ta phải cộng hai cái quyển. Có nhiều nhất là 32 cộng với 21 sẽ bằng 53 và cộng với một lần quyển toán này nữa sẽ là 54. Vậy ra là 54 lần. Chọn đáp án thích hợp là 15 m, 35 dm thì bằng bao nhiêu mét? 1 dm thì bằng 0,1 m, vậy thì bằng 3,5. 35 dm bằng 3,5 m. 15 cộng với 3,5 sẽ bằng 18,5. Hùng có một số bi, trong đó 50% là số bi màu đỏ, 1/3 là số bi xanh, còn lại là 7 viên bi vàng. Hỏi Hùng có tất cả bao nhiêu viên bi? Nào. Hùng có trong một số bi trong đó 50% là bi đỏ nhá và 1/3 là bi xanh, còn lại là 7 viên bi vàng. Ta phải tìm 1/3 viên bi xanh này là 50% chính là 1/2. Vậy thì 1/2 cộng với 1/3 thì sẽ ra bao nhiêu? Bao nhiêu phần đây? Mẫu số chung sẽ là 6. 1/2 sẽ phải nhân với 3 sẽ là 3/6 cộng với 2/6. 3/6 cộng với 2/6 là 5/6. Vậy thì còn lại là 1 trừ đi 5/6 là còn 1/6. Vậy thì 1/6 ứng với 7 viên bi. Thì vậy lúc này Hùng có bao nhiêu nhỉ? Ta sẽ lấy 7 chia cho 1/6 thì sẽ ra là 42. Vậy tổng cộng Hùng có 42 viên bi. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 9, hãy viết số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau, chia cho 3 nhưng không chia cho 9. Nào, chia cho 3 nhưng không chia cho 9. Nào, ta sẽ chọn luôn ở đây đáp án, đây là chọn số nhỏ nhất nhé, xem nó có khác nhau không nào. Nhỏ nhất là số 1023, đây ta thử cộng vào nhé. 1 cộng 2 bằng 3, 3 cộng 3 bằng 6, 6 chia cho 3 nhưng không chia cho 9, vậy số này chia cho 3 nhưng không chia cho 9. Và là số nhỏ nhất. Trung bình cộng của hai số tự nhiên bằng 87,2. Nếu viết thêm chữ số 1 vào đằng trước số bé, ta được số lớn, tìm số lớn. Nào, trung bình cộng của hai số tự nhiên bằng 87,2 nào. Thì lúc này ta sẽ tìm được tổng là bằng 87,2 nhân với 2 sẽ bằng 174,4. Nếu mà viết thêm chữ số 1 vào đằng trước thì ta được số bé. Đằng trước số bé ta được số lớn, vậy lúc này mình sẽ đi tìm số lớn. Để nhanh nhất thì ta đi thử luôn đáp án nhé. Nào. Nếu mà ta đi tìm đáp án mà có số lớn rồi bỏ số 1 đằng trước thì xem ra số bé và ta cộng hai số đó lại xem có bằng 174,4 không. Số này không có số 1 nên ta loại luôn. Sẽ có hai số này là có số 1 đằng trước thôi, vậy số lớn sẽ là số có số 1 đằng trước. Ta thử số này trước nhá. Bỏ số 1 đi là sẽ còn bao nhiêu nhỉ? Bỏ số 1 đi là còn số 37,2. Và ta sẽ cộng 37,2 với 137,2 xem có ra là 174,4 không. Nào, các con cộng nhá, cộng nhanh ra nháp nào. Đúng ra luôn 174,4. Vậy thì chọn đáp án B. Khi chia 732 cho một số tự nhiên, ta được thương là 15. Vậy số tự nhiên và dư trong phép chia đó là bao nhiêu? Nào, chia cho một số tự nhiên thì ta được thương là 15 và có một số dư. Vậy thì ta thấy ở đây thương là 15 thì nó phải dư là bao nhiêu nhỉ? Ta thử luôn mấy đáp án ở đây cho nhanh nhé. Dư này, dư là phép dư là 12 thì ta sẽ phải lấy 732 trừ đi 12. Đây có hai lần số dư là 12, ta sẽ thử. Ta lấy 700 sẽ ra là 720 và ta lấy 720 chia cho 15. Tìm chia cho thương thì tìm ra số chia nào, sẽ ra là 48. Vậy thì đáp án là 48 và 12.